Thưa quý vị, ngành y tế cần tiếp cận phát triển một cách tổng thể, toàn diện, không phân biệt y tế công lập hay ngoài công lập. Yêu cầu này được Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra với ngành y tế tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững diễn ra vào sáng nay. Báo cáo tại hội nghị, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hoàng Lan cho biết, trong những năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó triển khai hiệu quả các biện pháp để kiểm soát tốt dịch COVID-19 trên toàn quốc. Công tác hoàn thiện thể chế được chú trọng, đẩy mạnh, chất lượng khám chữa bệnh tiếp tục được duy trì, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý, hệ thống thể chế chính sách trong lĩnh vực y tế còn nhiều bất cập, nhiều quy định chưa rõ ràng, chưa bao quát được hết các khía cạnh như trong việc mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế, đầu tư. Đặc biệt, tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến cuối, tuyến trung ương, tình trạng thiếu thuốc điều trị, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế ở một số bệnh viện, địa phương chưa được xử lý dứt điểm. Về vĩ mô, công nghiệp dược, thiết bị y tế chưa đáp ứng được yêu cầu, tính chủ động chưa cao, còn phụ thuộc vào nước ngoài. Thu nhập, chế độ chính sách đãi ngộ đối với cán bộ y tế còn bất cập, đời sống một số bộ phận cán bộ y tế còn nhiều khó khăn. Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu ngành y tế phải đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết, thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. Lương y phải như từ mẫu, làm việc thực chất, nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân được thụ hưởng thật. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu phải tiếp cận phát triển ngành y tế một cách tổng thể, toàn diện, cả y tế công lập và y tế tư nhân, không phân biệt công lập hay ngoài công lập. Cần xác định rõ vị trí, tầm quan trọng đặc biệt của mình trong tiến trình phát triển bền vững của đất nước để có những bước đi, những đóng góp phù hợp, xứng đáng. Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt cùng các bộ, ngành, địa phương tiếp tục bám sát tình hình dịch COVID-19. Triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình phòng chống dịch COVID-19 và các nội dung về y tế trong chương trình phục hồi và phát triển theo các nghị quyết của chính phủ. Chủ động, sẵn sàng cho mọi tình huống, dứt khoát, không để dịch bệnh bùng phát trở lại. Sau hàng loạt các vụ bác sĩ, nhân viên y tế bị hành hung gây bức xúc dư luận, hiện nay thành phố Hồ Chí Minh đã và đang triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn bạo lực ở phòng cấp cứu, qua đó bảo vệ tốt hơn cho đội ngũ y bác sĩ. Bên cạnh ứng dụng Code Gray, Bệnh viện Lê Văn Thịnh lâu nay đã thực hiện việc phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng bộ phận, bố trí khu vực cho người nhà, bệnh nhân chờ. Đặc biệt, bệnh viện còn có giải pháp chia nhóm mức độ cấp cứu qua màu sắc trên vòng đeo tay của bệnh nhân. Người nhà có khu vực ngồi chờ riêng, nhìn vòng tay là biết được tình trạng của thân nhân mình. Đối với những bệnh nhân mà cấp cứu thực sự, cấp cứu phải xử lý nhanh, thì chúng ta là chỉ trong vòng dưới 5 phút là phải xử trí ngay. Đối với những bệnh nhân mà chưa phải cấp cứu liền thì có thể từ trên 5 phút đến dưới 30 phút. Và những bệnh nhân là thông thường, trì hoãn hơn có thể là sau 30 phút mới tiếp cận và xử trí. Tuy nhiên là chúng tôi có một cái bảng đánh dấu cái mức độ khác nhau, ví dụ như là màu đỏ thì xử trí ngay, màu vàng thì trong vòng từ dưới 30 phút và trên 5 phút là xử trí, vân vân. Và phải đeo cái vòng tay đó vào cho cái bệnh nhân và đồng thời thông báo cái việc đó đó, cũng như là cái biển nằm ở ngoài trước cấp cứu để cho cái người nhà, người thân có thể tiếp cận và biết và có sự chia sẻ với người bệnh. Ở khoa cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy, mỗi kiếp trực có hơn 30 nhân viên, nhưng trung bình mỗi ngày phải chăm sóc và điều trị cho khoảng từ 3 đến 400 người bệnh. Áp lực công việc cộng thêm tình trạng các bác sĩ bị người nhà bệnh nhân la lối, thậm chí là hành hung, không phải là chuyện hiếm. Tuy nhiên ở đây luôn có bảo vệ hỗ trợ. Quy trình báo động đỏ cũng được tăng cường nên mọi vấn đề đều được giải quyết nhanh hơn. Lúc nào ở bệnh viện thì cũng có luôn có anh bảo vệ trong bệnh viện trước cổng và sau cổng. Và khi vào thì giới hạn người vào, dù như khi vào phòng chọn lọc để chắc anh chị thấy rồi, thì phòng chọn lọc thì đi vào thì chỉ cho tới một người nào mà biết nhiều cái bệnh nhân nhất để mà vô để khai bệnh cho bệnh nhân thôi, chứ mình không có cho nhiều. Thì cái đó cũng là một yếu tố mà giảm nguy cơ đó, giảm nguy cơ nó xuống rõ. Còn về cái việc mà kết hợp địa phương thì cái chính quyền địa phương, công an phường rất là phối hợp tốt với bệnh viện. Khi bệnh viện có cần là các anh tới liền à, nhanh lắm. Giám đốc của các bệnh viện phải khẩn trương triển khai các hoạt động như sau. Thứ nhất là rà soát, củng cố quy trình báo động Code Gray về an ninh trật tự của bệnh viện, thì lưu ý rút ngắn hơn nữa thời gian kích hoạt đến công an địa phương. Thứ hai, nghiên cứu triển khai thêm các giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất tình huống thân nhân người bệnh bất ngờ gây rối hoặc hành hung nhân viên khoa cấp cứu.
và tăng cường giao tiếp với thân nhân của người bệnh để giúp tạo cho các thân nhân của người bệnh có sự an tâm, giảm lo lắng và tránh những bức xúc không cần thiết. Sở Y tế thì khuyến khích các bệnh viện có thêm những cái giải pháp mang tính an toàn, tuy nhiên thì cũng không làm tăng khoảng cách giữa nhân viên y tế với người bệnh. Thực tế thì vài năm trở lại đây, nhiều bệnh viện cũng đã triển khai các biện pháp để hạn chế nạn bạo hành nhân viên y tế. Song tình trạng này vẫn chưa thực sự được cải thiện. Nhiều ý kiến cho rằng quy trình phản ứng code gray hay tăng cường lực lượng an ninh bệnh viện chỉ là giải pháp ứng phó trước mắt. Muốn giải quyết gốc rễ vấn nạn hành hung bác sĩ, chúng ta cần phải thực hiện các giải pháp giúp gia tăng niềm tin giữa bệnh nhân, thân nhân và nhân viên y tế. Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan tổ chức cá nhân về dự thảo thông tư quy định về quy tắc ứng xử của Công an Nhân dân. Theo đó, cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân ứng xử với nhân dân được quy định phải kính trọng, lễ phép, gắn bó mật thiết, tận tình, trách nhiệm giải quyết công việc, yêu cầu chính đáng của nhân dân. Giao tiếp, làm việc với người dân bằng thái độ niềm nở, tận tình, trách nhiệm, xưng hô đúng mực, thái độ lịch sự, hòa nhã, khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp. Ưu tiên giải quyết công việc với người già yếu, người khuyết tật, đau ốm, phụ nữ mang thai. Không có hành vi lời nói hạch sách, nhũng nhiễu, thái độ thờ ơ, vô cảm trước yêu cầu hợp pháp của người dân. Không gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người dân. Không hẹn gặp người dân giải quyết công việc bên ngoài cơ quan và ngoài giờ làm việc, trừ trường hợp phục vụ yêu cầu nhiệm vụ công tác. Liên quan đến vụ 40 người trốn khỏi casino bên Campuchia bơi qua sông về Việt Nam, chiều ngày 20 tháng 8, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng là Nguyễn Thị Lệ sinh năm 1980 và Lê Văn Danh sinh năm 1988 cùng trú tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Sau thời gian tích cực điều tra, lực lượng an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an huyện An Phú xác định trong số 40 người trốn khỏi casino tại Campuchia bơi qua sông về Việt Nam thì Lệ và Danh đã đưa chót lọt 6 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia trước đó. Tại cơ quan Công an, bước đầu Lệ khai nhận từ khoảng tháng 5 2022, Lệ được một người đàn ông không rõ lai lịch cầu móc tham gia đưa người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia. Sau đó, Lệ đã liên kết với Danh để rước khách trở đến bến sông bờ phía Việt Nam giao cho Lệ đưa sang Campuchia. Theo thỏa thuận, khi đưa khách chót lọt qua Campuchia, Lệ và Danh được trả công 100.000 đồng mỗi khách. Ngoài việc đưa 6 người khách trên xuất cảnh trái phép qua Campuchia, Lệ còn thừa nhận cùng Danh đưa chót lọt nhiều lần nhiều đối tượng xuất cảnh trái phép qua Campuchia với mục đích làm việc tại casino. Hiện vụ việc đang được lực lượng an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm trước pháp luật.